Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của Ngọc Thiệt cả nhà ơi. Hôm nay Ngọc chia sẻ với cả nhà mình một món đó là canh tao phu nấu với nấm rơm và củ quả. Thì Ngọc có chuẩn bị là tao phu 3 miếng nè, một ít củ quả được sắc ra hành hạt lựu và nấm rơm một ít và muối, đường ngọt, hạt nêm, tiêu. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ với hai là hành lá với lại ngò. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà vào bếp làm với Ngọc món này nha. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ cắt tao phu ra thành từng miếng vừa ăn ha. Cả nhà mình thích cắt miếng nhỏ hơn cũng được, tại vì tao phu này Ngọc mua nó hơi mềm quá, nếu mà cắt nhỏ nữa thì sợ lúc mình nấu nó bị bể á. Rồi nè, xong rồi mình sẽ cho qua một bên ha. Nấm rơm này thì mình sẽ cái nào to thì mình sẽ cắt ra nó làm ba hoặc là làm hai, tại vì nấm rơm này nó mọc từ cái bùn dầu ra, khi mà mùa mưa đến là nó sẽ tự có meo và nó sẽ tự ra nấm thôi, chứ không phải như bên bên Việt Nam mình mà người ta lại ủ bằng rơm, cho nên nó không được ngon, cả nhà thông cảm giùm ha, lâu lắm mới có được đó cả nhà ơi. Rồi hành thì mình cũng sắc nó ra hành từng khúc ngắn luôn, ngò cũng vậy luôn. Để một lát nữa mình sẽ nêm vào cái canh của mình đó cho nó thơm. Rồi sắc xong rồi mình sẽ cho qua một bên ha. Thì Ngọc có sử dụng hai tép hành, mình đập dập nó ra rồi mình sẽ sắc nhuyễn nó ha. Để một lát nữa mình sẽ phi nó lên đó, mình thì nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi Ngọc có chuẩn bị cái nồi nước nó sôi rồi nè, cho vào một muỗng muối và luộc cái nấm rơm này. Trước khi mình nấu canh thì mình sẽ luộc cái nấm rơm này, vì nấm rơm này nó không giống như ở Việt Nam mình, cho nên là khi mình chế biến món ăn mình sẽ luộc nó trước rồi mình sẽ xả lại nước lạnh ha. Rồi để đây cho ráo nước. Thì trong thời gian nó ráo nước đó, thì cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt chảo dầu lên, mình cho hai cái lớp hành của mình vào, mình xào cho nó thơm rồi cho nấm vào mình xào ha. Mình xào rồi mình nêm vào một tí xíu hạt nêm cà no khi cần, xong rồi cho nước vào mình nấu, rồi cho củ quả vào mình nấu luôn, nấu đến khi nào hỗn hợp này nó chín hoàn toàn, xong rồi mình sẽ cho đậu hũ vào mình nấu, nấu cho nó sôi trở lại ha, cho nó sôi trở lại. Xong rồi mình nếu như mà nó có bọt thì mình hớt bọt, hớt chừng nào nó hết bọt thì thôi đó. Lâu lắm rồi Ngọc mới thấy nấm rơm này đó cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nêm gia vị với cái hỗn hợp gia vị mà mình chuẩn bị lúc nãy đó, mình sẽ nêm vào rồi mình sẽ đảo đảo nhẹ 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 lên cho nó hòa tan. Khi nó xong rồi nó sôi trở lại rồi mình nêm coi nó vừa ăn với cái gia vị mình nêm chưa ha. Nếu như nó chưa vừa ăn thì mình tiếp tục mình nêm nào. Thì Ngọc nêm thì Ngọc thấy nó chưa có vừa ăn, nó còn nhạt muối với lại hạt nêm, thì Ngọc cho vào một muỗng muối với lại một muỗng chicken powder. Rồi bây giờ nêm lại thì nó rất là vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ múc ra tô hết cả nhà ơi. Rồi xong rồi nè, món canh súp tao phu của Ngọc nấu với nấm rất là ngon luôn. Thì cả nhà ơi, món canh tao phu của Ngọc đến đây thì cũng đã xong rồi. Thôi thì Ngọc xin khép lại video tại đây nhé. Chúc cả nhà xem video của Ngọc vui vẻ. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Nếu cả nhà chưa đăng ký kênh thì giúp Ngọc cho Ngọc một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận video mới nhất từ kênh của Ngọc nhé. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.